Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong cái buổi tối livestream của ngày hôm nay. Thì đầu tiên giới thiệu mình tên là Thái Phạm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là nhận định về thị trường hàng hóa hoặc là cái thị trường là ngoại tệ, để mà mình cùng xem xét cái thị trường hiện tại nó đang có những cái chiến lược giao dịch trong ngắn hạn như thế nào. Thì hiện tại cái tâm lý thị trường cũng đang là ở những cái giai đoạn là trước lễ, cho nên cái biến động của thị trường tương đối là khá là nhẹ nhàng. Và đầu tiên mình sẽ trình bày về cái số liệu cũng như là cái chỉ số của cái cặp tiền có cái USDX là cái chỉ số của đồng đô la Mỹ. Thì cái chỉ số của đồng đô la Mỹ này hiện tại đang có những cái gì? Đầu tiên là về cái số liệu lạc quan này của Mỹ, hiện tại nó đang là đẩy lùi cái kỳ vọng dự hâu của Fed. Thì cái kỳ vọng dự hâu của Fed là gì? Nghĩa là khi mà cái thị trường mà kinh tế của Mỹ nó đang trong một cái xu hướng là lạm phát, khi mà lạm phát nó tăng thì lãi suất Fed người ta sẽ nâng cái lãi suất để mà kìm hãm cái lạm phát. Thì bây giờ những cái số liệu lạc quan của Mỹ nó đang cho một cái tín hiệu là lạm phát hiện tại nó đang được giảm, cho nên cái lãi suất Fed hiện tại nó đang có cái xu hướng là giảm dần qua các cái tháng vừa rồi và tháng sắp tới. Thì hiện tại thì trong cái tháng 12 vừa rồi thì lãi suất Fed công bố là 0,5%, giảm so với tháng trước là 0,75%. Cho nên cái đồng USD thì hiện tại nó đang là mặc dù là có tăng lãi suất nhưng mà trên cái nhịp so với cái tháng trước thì nó vẫn đang là giảm, cho nên hiện tại cái đồng USD thì nó đang điều chỉnh. Thứ hai là về cái PCE Hoa Kỳ giảm này ủng hộ cho cái việc là lạm phát đã được kiềm hãm đó. Thì cái thông tin của PCE này là cái chỉ số về tiêu dùng, thì nó sẽ thể hiện là một phần là lạm phát của Mỹ nó đang được kiềm hãm, cho nên những cái thông tin như này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái thông tin trên. Thứ ba là sự sụt giảm của đơn đặt hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ đang hiện tại là trong cái tháng này là giảm 2,1% so với cái tháng trước là âm 0,6%. Thì khi mà cái chỉ số về cái hàng hóa lâu bền này khi mà nó ra cái báo cáo nó là tăng, có nghĩa là nó tốt hơn tháng trước, thì nó sẽ tốt cho đồng USD. Còn hiện tại trong tháng này thì nó ra là 2,1%, âm 2,1%, nhỏ hơn so với tháng trước là âm 0,6%. Thì hiện tại là những cái chỉ số này nó đang hỗ trợ cho cái việc là cái đồng USD nó đang bị điều chỉnh. Thì ba cái thông tin này thì tổng kết lại thì mình thấy là trong cái xu hướng ngắn hạn, cái cặp là USD hiện tại thì nó vẫn đang là có nhiều cái thông tin là làm cho đồng USD giảm. Thì mình sẽ nốt lại cái thông tin là USD hiện tại đang giảm trong những cái thông tin vừa qua. Thứ hai, nhận định về cái giá vàng. Thì thứ nhất này, giá vàng là hiện tại là đang bắt đầu hồi phục sau khi cái phiên là giảm 2 tuần ngay tại cái vùng là kháng cự quanh 1820. Và thứ hai là đô la Mỹ giảm sau khi mà công bố những cái dữ liệu kinh tế này. Thì khi mà cái dữ liệu kinh tế vừa rồi mình có công bố như là cái PCE hoặc là cái chỉ số hàng hóa lâu bền, thì khi mà cái đô la Mỹ nó giảm thì thứ hai thì nó sẽ hỗ trợ cho cái giá vàng tăng. Thì trong cái xu hướng ngắn hạn thì mình thấy là hai cái loại hàng hóa này nó đi ngược chiều với nhau, cho nên mình đánh giá là cái giá vàng nó đang được hỗ trợ, thứ nhất là từ cái tâm lý trước Tết này, với thứ hai này cái tâm lý là kỳ nghỉ lễ hạn chế này, tâm lý đang đợi đến năm 2023 để mà đầu cơ cho cái giá vàng. Thì những cái dữ liệu mình công bố, mình đã thống kê lại và mình đưa ra một cái kết luận là thì hiện tại là đồng đô la Mỹ nó đang suy yếu và giá vàng thì nó đang được hỗ trợ do cái tâm lý là cận Tết này, với thứ hai là do cái đồng đô la Mỹ thì khi mà nó giảm thì giá vàng thường nó sẽ có xu hướng là ngược lại so với giá đô, thì nó sẽ có xu hướng là tăng. Cho nên hiện tại mình có thể nói là giá vàng hiện tại cũng đang trong cái xu hướng là có thể mua được. Thứ ba là khi mà về cái nhận định về giá dầu, giá dầu thô hiện tại này, thứ nhất là cái dự trữ dầu thô trong cái tính đến ngày 16 tháng 12 của Mỹ là nó giảm lớn hơn dự kiến là lên đến là 5,89 triệu thùng. Thì mọi người thấy đây là cái bảng thống kê về cái dữ liệu dầu thô của Mỹ này. Đây, ở đây là tháng trước là ở đâu đó quanh 10 triệu thùng, nhưng mà trong cái lúc mà ngày 16 tháng 12 là âm 5,89 triệu thùng. Thì khi mà cái dự trữ dầu thô nó giảm lớn hơn so với dự kiến thì nó sẽ hỗ trợ cho cái giá dầu tăng. Thì cái thông tin thứ nhất là mình thấy là nó đang hỗ trợ cho giá dầu tăng. Thứ hai là Trung Quốc hiện tại là đang tạo ra cái lợi nhuận gia tăng dựa trên là cái việc là chế biến dầu Nga giá rẻ. Thì nghĩa là khi mà cái phương Tây, cái lệnh trừng phạt của phương Tây và Nga, cho nên nó gây ra một cái hiện trạng đó là Nga bên Trung Quốc nó mua cái dầu của thằng Nga, cái dầu
euro một cách là rẻ hơn. Thì sau khi mà Trung Quốc nó mua được cái giá dầu từ cái giá rẻ, nó mua giá trần của Nga, thì nó mua với cái giá rẻ hơn, thì bây giờ Trung Quốc nó đang kiếm lợi nhuận rất là tốt từ giá dầu. Thứ ba là hiện tại là Ấn Độ cũng đang nhận được cái mức dầu thô của Nga ở quanh cái mức là 60 USD, chứ khấu mạnh hơn là dưới 60 USD một thùng. Thì từ ba cái thông tin này nó thống kê ra được một cái là hiện tại cái giá dầu nó cũng đang được hỗ trợ cho cái xu hướng là tăng trong cái ngắn hạn. Thì để mà mình xác định được là cái giá dầu trong năm sau nó có tăng nữa hay không thì mình cần phải nghiên cứu rất là nhiều cái kinh tế vĩ mô để mà mình đưa ra được một cái nhận định nó chính xác. Còn hiện tại thì trong ngắn hạn thì mình sẽ phân tích là những thứ nhất là dựa trên cái thông tin trong tuần hoặc là trong ngày. Thứ hai là mình sẽ dựa trên cái là phân tích kỹ thuật để mà mình đưa ra những cái quan điểm về lướt sóng ngắn hạn một cách cụ thể. Còn về dài hạn thì đôi khi nó sẽ có những cái yếu tố khách quan nó xảy ra mà mình không thể lường trước được, cho nên mình sẽ không không nhận định là dài hạn. Có nghĩa là mình không có nhận định là dài hạn thì cái giá dầu nó sẽ tăng, nhưng mà mình chỉ nhận định là trong cái xu hướng ngắn hạn này, cái tin tức này nó đang hỗ trợ cho giá dầu, thì mình sẽ dựa trên cái biểu đồ ngắn hạn để mình đưa ra những cái chiến lược mà mình lướt sóng cho nó hiệu quả. Thì bây giờ cùng quay lại với cái biểu đồ để mà mình xem xét là trên cái biểu đồ này, biểu đồ giá dầu, giá vàng và giá đô thì nó có đang có cái tín hiệu là tăng hay giảm. Đầu tiên mình sẽ dùng cái MT4 này. Đây là cái MT4 của bên HM. Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để mà mình xem cái biểu đồ. Thứ nhất là về cái biểu đồ của cặp Euro USD. Thì mọi người thấy ở đây nó hiện một cái đường màu màu đỏ này, màu xanh màu đỏ này này. Mình thấy nó xuất hiện ở đây. Đây chính là cái đường Super Trend. Thì nó sẽ dựa trên một cái công thức trên CCI và cái chỉ số ATR để mà nó đưa ra được cái tỷ lệ là xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Nghĩa là mình chỉ cần đợi khi nào mà nó chuyển sang màu đỏ này thì mình chỉ ưu tiên là bán. Còn khi mà nó xuất hiện màu xanh này thì mình chỉ ưu tiên là mua trong cái biểu đồ là nến giờ. Đây mình đang sử dụng là nến 1 giờ. Ngoài ra, cái đường màu xanh và màu đỏ này nó cũng vừa thể hiện cái đường là Super Trend mà nó cũng thể hiện một phần nữa là cái biên độ dao động của cái cây nến ngay tại cái thời điểm đó. Nghĩa là trong một cái khoảng thời gian từ đây, từ A tới B, thì biên xanh nó tăng nhiều hơn thì những cái thanh nến này nó sẽ thể hiện là màu xanh nhiều hơn. Thì ngoài xác định xu hướng ra thì nó còn xác định cho cái độ dao động của cái cặp tiền cũng như là cái cặp tỷ giá này. Ngoài ra nó còn thể hiện một cái sự là phân kỳ nữa. Chẳng hạn như mọi người thấy ở đây, tại ngay cái thời điểm này, tại ngay cái vùng giá này, giá bắt đầu nó tăng lên nhưng mà trên cái biểu đồ của cái dao động nó đang thể hiện là cái xu hướng giảm. Thì đây là một cái sự phân kỳ rất là rõ ràng. Thì khi mà nó chuyển qua màu đỏ này thì chính là cái tín hiệu bán, mục tiêu bán ở vùng này, chốt lời qua vùng này, cái vùng hỗ trợ này, thì cũng tương đối là hợp lý. Thì khi mà mình biết sử dụng một cái bộ chỉ báo nào đó rồi thì mình quan trọng là cái mục mục là mình biết cách để mình quản trị cái vốn nữa. Thì hiện tại ở đây mọi người có thể thấy là trên cái biểu đồ của cặp Euro USD mình đang thấy nó đang cho một cái tín hiệu là có xu hướng tăng. Đầu tiên là mình nhìn trên cái xu hướng này mình thấy nó đã chuyển qua màu xanh, và cái thứ hai là hiện tại là ngay tại đây nó xác nhận nó là cái vùng kháng cự rất là mạnh trên cặp là Euro USD. Với lại cái thông tin lúc nãy mình xác nhận là cái cặp USD thì hiện tại trong ngắn hạn nó vẫn đang là suy yếu do một vài cái thông tin được công bố vừa rồi, thì bây giờ mình sẽ đi mua cặp Euro USD này. Mình sẽ vào một cái lệnh mua, mua ở đây, mình sẽ mua theo xu hướng và mình chờ đợi đặt cái giá chốt lời và giá cắt lỗ nữa. Đây mình sẽ kéo xuống giá cắt lỗ của mình, thì mình ước chừng là khi nào cái đường mà Super Trend này nó chuyển dần sang màu đỏ thì mình sẽ đứng thoát ra ngoài, thoát khỏi vị thế. Chẳng hạn như mọi người thấy trên cái kịch bản này thì cái đường này nó chuyển sang màu đỏ này thì mình chỉ ưu tiên mình bán xuống thôi, còn những cái đoạn này thì nó qua màu xanh thì mình chỉ ưu tiên mua, nhưng mà khi mà chuyển sang màu đỏ thì mình sẽ ưu tiên mình đứng ngoài. Thì đây là cách mà mình giao dịch theo cái Super Trend. Super Trend là gì? Nghĩa là khi mà thị trường nó xác nhận có cái xu hướng thì mình mới kiếm lời được dựa trên cái đường Super Trend này. Ví dụ như mọi người thấy ở đoạn này là cái điểm mua, ưu tiên mua thì mình sẽ khả năng cao là mình sẽ chiến thắng, thắng nó sẽ cao hơn. Cũng như đoạn này ưu tiên mua thì cái tỷ lệ thắng của mình nó sẽ nâng lên. Còn cái đoạn này thì mình sẽ ưu tiên là mua do cái đường này nó đang chuyển sang màu xanh. Rồi, cái mục tiêu chốt lời của mình, thứ nhất có thể chốt lời là quanh cái đỉnh cũ này,
cái vùng mà ngay tại cái vùng đỉnh cũ. Đây, cái giá cắt lỗ của mình sẽ là đâu đó quanh dưới cái vùng này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ xem cái biểu đồ khác. Đây, đây là một cái biểu đồ là khi mà mình chưa có add thêm một cái công cụ nào vào thì nó sẽ hiện ra là như thế này. Còn khi mà mình thêm cái đường đây, Elliot đây. Đây là cái template của mình. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại trên cái biểu đồ của cặp GBUSD thì nó đang cho một cái tín hiệu là như thế này. Mình sẽ chỉnh cho nó thành màu đen luôn ha. Mình sẽ phân tích để mà mình đưa ra cái khuyến nghị một cách cho nó hiệu quả nhất. Đây. Thì ngay tại vùng này mình xác nhận nó là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn. Thì có thể đây là một cái điểm mua tương đối là rủi ro cao, bởi vì sao? Mình thấy thứ nhất là nó chưa vượt qua khỏi cái trên trên giảm này. Nhưng mà quan trọng là hiện tại là mình đã thấy là cái đường trên line này. Cái đường trên line này nó đang chuyển sang màu xanh. Khi mà cái đường này nó chuyển sang màu xanh thì mình có thể ưu tiên mình cho cái lệnh mua. Mua ở đây. Tại vì cái điều kiện thứ hai là nó đang ngay cái vùng hỗ trợ này. Thứ nhất là một cái vùng chạm này. Đây, vùng chạm thứ nhất. Vùng chạm thứ hai và vùng chạm thứ ba. Thì mình sẽ đặt stop loss ở đây. Ưu tiên lệnh mua ở đây. Và mục tiêu chốt lời của mình thì mình sẽ giữ. Ví dụ như trong kịch bản mà cái cặp tiền GBPUSD này nó tăng lại đến cái vùng này thì cái đường này nó đang là một cái xu hướng tăng mạnh, thì mình sẽ giữ cho đến khi nào mà cái đường màu xanh này nó chuyển qua màu đỏ như này đó, như thế này, thì mình sẽ cân nhắc mình thoát ra, mình đứng ngoài, cũng như là chẳng hạn như cái đoạn này đó, mọi người thấy cái đường support trend này này khi mà chuyển qua màu đỏ này thì mình sẽ ưu tiên bán xuống chốt lại vùng này, thì nó tương đối là ok đó, mọi người thấy không? Cái đường support trend này này nó là một cái đường xu hướng rất là mạnh, thì chỉ cần mình đánh theo cái đường support trend này thì cái tỷ lệ thắng của mình nó cũng đã tương đối là ổn rồi. Ngoài ra mình có thể kết hợp thêm một vài cái phương pháp như là hỗ trợ kháng cự này, hoặc là thêm cái đường phân kỳ để mình xác nhận cái điểm chốt lời cắt lỗ thì nó sẽ hiệu quả. Rồi tiếp theo mình sẽ qua với cái là giá vàng. Giá vàng thì trong cái xu hướng này mình sẽ xem cái sóng Elliott. Đây mọi người thấy hầu như là trên cái biểu đồ của cặp là USD thì nó đang cho cái tín hiệu là tăng hết rồi. Những cái cặp tiền mà có USD phía sau, cái cặp tiền mà base currency phía trước là một cái cặp tiền khác, và cái cặp tiền co currency phía sau là cặp tiền USD thì nó đang cho một cái tín hiệu là hầu như là cái đường màu xanh này, cái đường support trend này nó đang chuyển qua màu xanh hết rồi. Cho nên mình sẽ ưu tiên là mua. Và cái lệnh mua của giá vàng nó sẽ như nào? Mình sẽ đặt một cái đường trendline như này. Thì có thể mình sẽ ưu tiên mua dần. Thì thay vì mình sẽ mua hết 100% cái lệnh ở đây thì mình có thể đặt một cái lệnh mua 0.5 thôi. 0.5. Mua ở đây. Và một cái lệnh mua tiếp theo. Buy limit ngay tại cái vùng kháng cự này quanh 1.800, cắt lỗ của mình nó sẽ rơi vào dưới này, thì mình sẽ cắt lỗ khi nào mà cái đường mà màu xanh này nó chuyển qua màu đỏ thì mình sẽ ưu tiên các cái lệnh là cắt lỗ. Rồi thì sau đây là cập nhật trên cái giá vàng. Mình sẽ dời cái điểm này lên trên này. Ok, điểm cắt lỗ mình sẽ là dưới đây. Thì hiện tại giá vàng đang là 1.809. Thì mục tiêu chốt lời của mình sẽ là ở đâu? Thì đầu tiên mình sẽ bật qua biểu đồ 4 giờ. Mình sẽ cùng xem xét xem. Thì mọi người khi mà sử dụng cái đường support trend này, mình thấy cái đường này nó đang màu xanh hoặc là màu đỏ thì mình đánh theo cái khung giờ nào thì mình chỉ sử dụng cái khung giờ đó thôi. Tránh cái trường hợp là mình đang đánh trên biểu đồ 1 giờ rồi mình bật qua biểu đồ 4 giờ mình đã thấy nó đang chuyển sang màu đỏ thì mình lại chuyển ra qua mình bán ngược lại, với cái xu hướng thì nó lại mang cái tính chất là trái chiều với nhau. Nghĩa là mình khi mà mình đánh theo cái phương pháp này thì mình sẽ đặt một tỷ lệ là
risk reward, nghĩa là cái tỷ lệ mà rủi ro trên lợi nhuận. Thì như vậy thì mình sẽ follow theo cái tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận này thôi, chứ mình không có phải bị phân tâm bởi nhiều cái phương pháp khác. Thứ hai là mình sẽ được một cái đường là kháng cự. Cái đây là cái đường kháng cự rất là mạnh của giá vàng. Đây, theo cái kịch bản của mình thấy thì trong cái xu hướng ngắn hạn thì giá vàng nó sẽ test lại cái vùng này. Vùng này. Quanh 1820. Chốt lời của mình, mục tiêu kỳ vọng sẽ là 1820. Ok. Như vậy là xong. Mình đã đặt xong hai cái lệnh chờ mua. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua là xem phân tích trên cái giá dầu. Giá dầu thì đang như thế nào? Thì giá dầu thì mình có thể sẽ sử dụng cái phương pháp phân tích nó hơi phức tạp hơn một chút. Mình sẽ dùng cái đường trendline và hỗ trợ kháng cự. Đây, phân tích trên cái trendline thì mình thấy là giá dầu nó đang tạo các cái vùng 1, 2, 3. Thì xu hướng nó đang tăng. Thì mình sẽ đặt một cái lệnh chờ mua. Mình thấy nó đang trong cùng có xu hướng tăng. Thì bây giờ mình sẽ bật qua cái Elliott để mà mình xem cái tín hiệu của giá dầu. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phân tích là đa khung thời gian để mình xác định cái biểu đồ dầu. Mọi người thấy ở đây, mọi người có thể thấy là một cái xu hướng đang bắt đầu tăng dần. Cái vùng kháng cự của nó sẽ nằm quanh vùng này, vùng 82 đô. Và cái vùng 82 đô này thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo mình có thể đọc theo cái biểu đồ nến như sau. Mọi người thấy này, đầu tiên là giá giảm về đây, tăng lên, giảm về, giảm đáy thâu và tạo hai đáy này, tiếp tục tăng lên, break qua, test về. Thì như vậy thì khi mà mình đọc cái biểu đồ thì mình sẽ đưa ra được một cái đường trendline như này. Ok, thì hiện tại thì cái giá dầu nó sẽ đang đi trong một cái trendline như thế này. Rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi. Cái điểm mua mà đẹp nhất trong tối nay, mình kỳ vọng giá dầu nó sẽ tăng lên quanh vùng này, rồi nó sẽ giảm về, giảm nhẹ về vùng này, rồi tiếp tục cái kênh tăng. Đây. Bây giờ mình cùng xem cái biểu đồ của GBPUSD. Thì khi mà giá GBPUSD nó giảm về cái vùng này thì mình sẽ ưu tiên các cái lệnh là cắt lỗ. Rồi mình cùng theo dõi xem cái biểu đồ của cặp GBPUSD này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cái lệnh này trong vòng vài phút tiếp theo khi mà nó hồi phục lên. Thì mọi người khi mà nhìn trên cái biểu đồ của cặp GU thì thấy nó đang cho một cái mô hình hướng xuống của cái phễu. Đây, mình sẽ vẽ ra cụ thể hơn. Cái đường trên line này. Rồi. Tiếp theo cái điểm hồi phục mà mình kỳ vọng nó sẽ là quanh vùng này. Đây là cái vùng kháng cự. Mình nghĩ là cái cặp GBUSD trong ngắn hạn nó chỉ giảm về đâu đó quanh cái vùng hỗ trợ này thôi. Cho nên mình sẽ dời cái mức là stop loss xuống dưới này một chút cho nó an toàn nha mọi người. Chứ mình sẽ giữ cố định là ở đây luôn, chứ mình không phải là khi mà thấy nó về đây mình đã kéo xuống nữa đâu. Có nghĩa là khi mà giá nó về xuống dưới này thì mình sẽ quyết định là phải đứng ngoài, chứ mình không thể nào mà mình nhồi thêm lệnh hoặc là mình kéo thêm xuống dưới này đâu. Mình sẽ kỳ vọng cắt lỗ ở vùng hỗ trợ này thôi. Thì trong kịch bản xấu nhất thì nó sẽ chạm về vùng này rồi nó sẽ tăng lại thôi. Cùng xem qua biểu đồ 15 phút. Thì thị trường Forex là một cái thị trường mà cái đồng bảng nó tương đối là
cao, cho nên mọi người dựa trên cái mức là cái tỷ lệ trên cái tài khoản của mình để mà mình đưa ra những cái lot size, nghĩa là cái hợp đồng một cách nó phù hợp, mình không nên là nhồi lệnh quá nhiều hoặc là mình đánh cái biên độ lệnh nó cao, cái high risk nó quá là rủi ro trên cái tài khoản của mình. Mình phải cân nhắc là à, cái tài khoản của mình nó có thể cover được cái lệnh đó, hoặc là ví dụ như mình sẽ đặt ra một cái kịch bản, một cái kế hoạch giao dịch. Cái kế hoạch giao dịch của mình là gì? Nghĩa là mỗi lệnh của mình sẽ kỳ vọng là chốt lời đâu đó là 2 tới 3%, cũng như là mình cắt lỗ đâu đó sale là quanh đó cùng lắm tối đa chỉ được 5%. Thì chẳng lẽ mình đánh 50 lệnh liên tục, mình thua 50 lệnh liên tục thì mình mới cháy tài khoản khi mà mình đánh với cái lệnh là 2% trên một lần cắt lỗ. Thì mình phải đánh đến 50 lệnh thua liên tiếp thì mình mới bị cháy tài khoản. Thì nghĩa là ở đây là gì? Câu chuyện ở đây chính là mình phải quản trị cái rủi ro thật là tốt thì mình mới có thể kiếm lời được từ cái thị trường Forex này. Thì thị trường Forex thì nó sẽ có rất là nhiều cách để mà mình giao dịch, chẳng hạn như là mình ưu tiên giao dịch theo là cái xu hướng này, nghĩa là mọi người đánh theo cái trend follow này, thấy xu hướng nó tăng thì mình sẽ mua theo, còn xu hướng nó giảm thì mình sẽ bán theo, hoặc là mình sẽ đánh ngược thị trường. Chẳng hạn như mọi người thấy ở đây, ví dụ như mọi người thấy ở đây nó đang tạo thành một cái kênh, và ở đây nó đang tạo thành một cái kênh như này, thì cái phương pháp của mình là gì? Khi mà đánh ngược xu hướng thì mình sẽ đánh như nào? Thấy xu hướng nó giảm về đây, nó tạo hai đáy ở đây, mình sẽ ưu tiên mình mua, lên vùng này mình chốt, rồi xong lên vùng này mình sẽ ưu tiên mình bán, mua bán, rồi cứ đến những cái vùng này thì mình lại auto mua và bán lên thôi, đánh ngược xu hướng. Nhưng mà cái điểm cắt lỗ của mình nó phải trong cái vùng mà mình chịu được, mình không bao giờ là không có đặt cái lệnh cắt lỗ, nghĩa là khi mà mình thấy giá nó giảm xuống dưới cái vùng này thì mình phải cắt lỗ, hoặc là vùng này mình phải cắt lỗ này, khi mà mình đánh theo cái phương pháp là ngược xu hướng. Thì nếu mà mình đánh ngược xu hướng thì em khuyến khích là mọi người nên sử dụng cái biểu đồ 1 giờ thì nó sẽ đánh tương đối là ổn hơn, khi mà nó cho những cái setup sideways nó một cách nó an toàn. Mọi người cùng xem xét thêm các cái vùng sideways. Đây mình sẽ kiếm thêm các cái vùng sideways cho mọi người. Đây sideways là như nào? Trong một cái thị trường mà nó sideways thì hầu như nó rất là ít biến động. Nó phải thứ nhất là nó phải ít biến động, thứ hai là cái dòng tiền vào thị trường lúc đó nó không có tin tức gì nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ thêm vài phút nữa. Khi mà thấy cái lệnh này nó rút bóng lên thì đó chính là một cái tín hiệu mua tốt. Nghĩa là sao? Cái cây nến ở ngay cái vùng này nó thể hiện cái điều gì mà tại sao mọi người lại thấy nó giảm về vùng này? Thứ nhất là ở đây là một cái xu hướng nó đang tăng trong ngắn hạn. Thì ở trên thị trường này nó tồn tại hay gì? Các cái dạng đầu tư khác nhau. Chẳng hạn như thứ nhất là những cái nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Thứ hai là những cái quỹ tay to cũng như là những cái thuộc dạng là ngân hàng của quốc tế. Thì ngay tại những cái đoạn mà hỗ trợ này thì khi mà ai cũng nghĩ là sẽ nhảy vào mua thì thông thường nó sẽ có những cái pha là đạp thủng cái vùng hỗ trợ này để cho những cái tay là nhỏ lẻ người ta thoát hàng. Thì thông thường ngay tại cái vùng này, nếu mà chính xác đây là cái vùng hỗ trợ tốt thì cái mập nó sẽ bắt đầu nó gom ở từ đây, đôi khi nó sẽ đạp xuống dưới vùng này rồi nó gom một lần nữa, sau đó nó lại kéo lên đóng cái phiên là 7 giờ, đóng lúc 7 giờ là nó sẽ đóng trên, đôi khi nó sẽ kéo lên trên cái vùng hỗ trợ này, hoặc là nó đóng luôn cái nến màu xanh luôn. Thì như vậy nó sẽ thể hiện là cái phe mua nó đang chiếm hoàn toàn ưu thế ngay tại cái vùng hỗ trợ này, thì trong khi đó nó sẽ tạo một xu hướng đảo chiều và tăng rất là mạnh lên trên này. Thì mọi người cùng theo dõi cái biểu đồ của cặp GBUSD này. Thì mình đánh giá là khi mà cái vùng này nó test, gọi là test cái vùng hỗ trợ thành công và nó tăng tăng lên, điều kiện là cái cây nến này nó đóng ở trên cái vùng này, trên cái vùng hỗ trợ này, và thứ hai là cái đường supertrend này nó phải giữ cho cái màu xanh này, không được đóng hai cái nến đỏ liên tiếp ngay tại cái vùng này thì xu hướng tăng nó vẫn đang còn, thì mình sẽ ưu tiên cho các cái lệnh mua. Thì khi mà mình đánh theo cái biểu đồ của supertrend này thì mình sẽ quản trị được cái rủi ro tương đối là tốt. Chẳng hạn như mọi người thấy ở đây, ví dụ như xu hướng nó giảm ở đây thì cái đây quanh cái vùng này cho là cái điểm bán của mình đi, thì cái điểm cắt lỗ của mình khi nào? Khi mà mình xác nhận là hai cây nến màu xanh, màu đỏ nó chuyển sang màu xanh liên tiếp, nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình thấy cái vùng này này, ví dụ như bắt đầu nó chuyển sang màu màu đỏ là cây nến này đi, thì cây nến này, rồi cây nến này mới là cây nến xác nhận, thì mình sẽ bán ở cây nến này hoặc là vùng này. Khi mọi người thấy cây nến nó chuyển sang màu xanh, cây nến này, cái đường support trend này nó chuyển sang màu xanh, thì cái vùng này chính là cái vùng mua đầu tiên.
Cái vùng mua thứ hai là mình sẽ dựa trên các cái vùng là hỗ trợ kháng cự, là vùng này. Thì mình có thể dựa trên những cái phân tích để mà mình kết hợp lại, mình đưa ra những cái chiến lược nó đầu tư một cách hiệu quả hơn. Còn ở đây, tại vì sao mình không mua ở vùng này? Mọi người nghĩ tại sao mình không mua ở vùng này? Thứ nhất là tại vì nó đang test lại cái vùng kháng cự này. Thứ hai là nó cần một cái nhịp điều chỉnh, và mình mua ở vùng này tại vì mình xác định là mua vùng này thì nó lại ngay cái vùng hỗ trợ này. Mình cắt lỗ, nó sẽ có cái điểm cắt lỗ cụ thể hơn, và nó sẽ gọi là cái tỷ lệ mà rủi ro trên lợi nhuận, nó gọi là ổn định, nó gọi là chấp nhận là đánh đổi cái tỷ lệ 1 đồng mình bỏ ra là chỉ bao nhiêu đây, nhưng mà cái mức mình kỳ vọng sinh lời nó sẽ là bao nhiêu đây, nó gấp 3 gấp 4 lần. Thì cái video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng mà cập nhật những cái kết quả giao dịch của mình. Hiện tại đang là cái mức số vốn đang là 20, cái equity đang là 24.600. Thì trong những cái video tiếp theo mình sẽ cập nhật lại để cho mọi người cùng nắm rõ. Hẹn gặp lại mọi người trong cái buổi tối của ngày thứ năm trong tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Thái Phạm. Mọi người muốn đăng nhập và ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn tham gia vào cái room cũng như là cái nhận được những cái phân tích của mình hàng ngày về thị trường ngoại hối cũng như là thị trường hàng hóa giao dịch, thì anh chị có thể tham gia vào cái link Telegram ở bên dưới. Mọi người click vào cái link và điền thông tin để mà được cái bên đội ngũ về chăm sóc khách hàng gọi điện để mà hỗ trợ. Thì anh chị có thể điền thông tin ở cái link ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.